Đáp án của câu hỏi số 3 đó là đáp án Nga, Trần Hữu Trang. Một lần nữa chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Bản hiến pháp của nước ta được sửa đổi và thông qua lần cuối cùng vào năm nào? Mời quý vị và các bạn cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi này. Và ở câu số 4 là một câu hỏi rất gay cấn khi cả hai đội đều có 60 điểm. Chúng ta đã đủ tiêu chuẩn để bước vào câu số 4 để tranh giải thưởng đặc biệt của vòng này, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK6100. Các bạn hãy cố gắng trả lời thật chính xác. Và bây giờ là đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội. Đội 1 đưa đáp án 1991 và đội 2 là 1992. Bạn Yến, bạn thấy sao ạ? Hai đội cũng không chênh lệch mấy. Cứ lo thi đấu với đội 2 thôi chứ còn không lo khán giả là chọn bao nhiêu, phải không ạ? Dạ, cũng hồi hộp lắm. Cũng hồi hộp. Bây giờ thì các hồi hộp của các bạn sẽ được giải tỏa ngay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 4 vòng thi thứ 2. Đáp án của chúng ta là 2001. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại xem ai đã trả lời chính xác câu hỏi này. Ở vòng 1 là chàng Thomas và ở vòng này đó là nàng Kitty của chúng ta đã trả lời chính xác. Và trước khi chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 2, chúng ta mời quý vị và các bạn dành ít phút cho theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Thiết kế hôm nay có nhiều màu sắc hơn, phải không ạ? Để giúp cho các bạn chúng ta cũng có niềm vui vui vẻ hơn, nhìn màu sắc cũng cảm thấy vui vẻ hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Từ đó chúng ta sẽ trả lời được nhiều kết quả đúng hơn. Và bây giờ chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 2. Và trước tiên xin được chúc mừng đội 2, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Các bạn. Và xin chúc mừng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ 2 có số điện thoại di động 0937501365. Đó là quý khán giả đã chọn biểu tượng là nàng Kitty. Và tôi xin được nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ 2 có số điện thoại di động 0937501365 đã nhận được phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK6100. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang vòng 3. Mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ 3 của chương trình thử thách. Và giải thưởng của vòng thi thứ 3 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Tính đến thời điểm này thì cả hai đội đều, mỗi đội đều đã nhận được hai đầu máy karaoke rồi, phải không ạ? Có hài lòng chưa? Chắc chưa đâu, bởi vì những giải thưởng quan trọng đã thuộc về quý khán giả mất rồi, đó là hai điện thoại di động. Và bây giờ là đến chiếc điện thoại di động thứ 3, trên cả hai đội hãy cố gắng nhận được một điện thoại rất đắt tiền này. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu tham gia vào vòng 3. Tương tự như ở vòng 1 và vòng 2, chúng ta cũng soạn tin nhắn trả lời và gửi về tổng đài số 8308. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Ngày giải phóng thủ đô Hà Nội năm 1954 là ngày nào sau đây? A. Ngày 19 tháng 8. B. Ngày 23 tháng 9. Và C. Ngày 10 tháng 10. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây chỉ là nấc thang đầu tiên để chúng ta chinh phục chiếc điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Sau đây mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 chọn đáp án C, đó là ngày 10 tháng 10, một con số cũng rất đẹp. Và đội 2 chọn đáp án C,
Và như thường lệ, sự lựa chọn của cả hai đội nếu giống nhau thì thường đưa đến một kết quả chính xác. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, ngày 10 tháng 10. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ. Chúng ta hãy cố gắng và xin được chúc mừng đội 1 và đội 2. Các bạn đã có câu trả lời chính xác. Và bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi số 2. Hãy cố gắng trả lời câu hỏi này để ghi được 40 điểm mỗi đội. Tôi xin lặp lại câu hỏi này. Câu hỏi số 2 của chúng ta là: ca khúc Trở về dòng sông tuổi thơ là của nhạc sĩ nào? A. Thanh Tùng, B. Hoàng Hiệp và C là Xuân Hồng. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 chọn đáp án A và đội 2 đáp án B có sự khác biệt rồi, nhưng mà không biết là đội nào trả lời chính xác, hoặc cũng có thể cả hai đội đều sai. Bạn Tuệ, bạn đưa ra đáp án B, đó là của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Em thì em cũng không chắc lắm, nhưng mà câu này là không chắc, nhưng mà em nhớ là Hoàng Hiệp thì có rất nhiều tác phẩm về tuổi thơ. Nên chọn câu này. Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng có nhiều tác phẩm về tuổi thơ, nhạc sĩ Thanh Tùng cũng có hết. Nhưng mà tại sao bạn lại ưu ái cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp hết? Dạ, vì tụi em có bạn Quang Hiệp. À, có bạn Quang Hiệp cùng tên với nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Cho nên như vậy là ưu ái bạn mình hơn, phải không? Còn giải thưởng là bỏ qua. Không tính đến, không suy nghĩ về nó, được không? Vì bạn cũng được. Còn đội 1 thì sao? Các bạn chọn đáp án A. Dạ, tại vì em cũng không chắc lắm, mà cô theo ý kiến của cô. Thôi được rồi, vì cô, như vậy thì vì cô, một bên vì bạn, một bên vì cô. Còn thì điện thoại di động thì sẽ cho tôi, phải không ạ? Hoặc là cho quý khán giả, không ai gì điện thoại di động cũng được, chúng ta chơi cho nó vui thôi, phải không ạ? Bạn Hưng, bạn thấy sao bạn Hưng? Dạ, bạn cũng vì cô luôn hay sao ạ? Cũng theo cô luôn. Không sao, vì cô thì có sai cũng không sao cả, phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, Hoàng Hiệp. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Chúng ta vẫn còn một vòng thi cuối cùng để giải thưởng cao nhất, đó là chiếc xe Super Xavier. Cho nên nếu chúng ta không may trả lời sai thì chúng ta vẫn có thể cơ hội để tham gia vào vòng thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Sông Đông Êm Đềm là bộ tiểu thuyết vĩ đại của nhà văn Nga nào sau đây? A. Solokhov, B. Lermontov và C. Lev Tolstoy. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Như vậy thì đội 2, các bạn vì bạn, nhưng mà may mắn nữa là đã trả lời chính xác, phải không ạ? Đội 1, rất tiếc là chúng ta đã trả lời không chính xác. Như vậy thì đội 2, các bạn cố gắng trả lời đúng thêm một câu hỏi nữa thì các bạn sẽ được 60 điểm. Đó là số điểm cần thiết để các bạn tranh giải thưởng đặc biệt, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Đội 1 đưa ra đáp án A, nhưng mà hơi nhẹ nhàng một chút. Đội 2, đáp án A. Như vậy thì thường thường là hai đội giống nhau là đáp án chính xác, thông thường từ đầu chương trình tới bây giờ, phải không ạ? Cho nên các bạn hãy cố gắng hy vọng vào điều đó. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án A, Solokhov. Thưa quý vị và các bạn, tên đầy đủ của nhà văn này đó là Mikhail Alexandrovich Solokhov, đã đoạt giải Nobel văn học vào năm 1965. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư, câu hỏi cuối cùng của vòng thi thứ ba. Câu hỏi thứ tư có nội dung như sau. Đường chạy marathon tiêu chuẩn dài bao nhiêu mét? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Những cuộc chạy marathon là những cuộc chạy đòi hỏi sức rất dẻo dai, đòi hỏi sự dẻo dai. Và chúng ta cũng biết chuẩn của đường chạy này là dài bao nhiêu mét. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Hai đội hãy nhanh chóng đưa ra đáp án của mình. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 đưa ra đáp án 1081. Nếu marathon mà nó chỉ có dài bao nhiêu đây thì tôi cũng đăng ký tham gia luôn. Đội 2.
hơn một chút xíu, 14.000m phải không ạ? Xin hỏi các bạn, chúng ta có ai đã từng đăng ký và tham gia cuộc thi marathon chưa? Em đang tập luyện cố gắng để tham gia. Chạy vì rất dài nên là chắc bữa nay sẽ không được đấy. Hồi đó bạn có chạy marathon rồi? Chạy quanh làng ở dưới quê. Quanh làng dưới quê tính ra giỏi lắm, 1000m là chạy cũng mệt rồi, tôi đâu có tính marathon. Marathon dài lắm, bạn nghĩ không, 14.000m tức là 14 cây số phải không? Yeah. Cũng khá dài đó, 14 cây số thì cũng chạy, cũng đi từ đây ra tôi bức phải không bạn? Bạn nhắm chạy nổi không? Chắc chạy chậm, rất chậm thì nổi. Chạy như đi bộ thì nổi thôi. Không sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn Yến băng sẽ chạy nổi, tại vì bạn thấy có 1081m à, ngắn ngủn à. Xin hỏi bạn, cái này có 1 cây số à, có 1 km thôi, cái này chắc là ai cũng chạy, nhưng mà không phải ai cũng chạy marathon được đâu nha. Bạn Yến, cái này gì dai à? Con số này là gì dai? Viết xong rồi cũng hối hận. Viết thiếu một số không. Viết thiếu một số không, đáng lẽ là theo như cô là 10.810, tức là khoảng 10 cây. 10 cây thì cũng được, bản thân thế sao? Không nhớ nhưng mà nghĩ là 10 cây trở lên, nhưng mà nghĩ không kịp. Chắc chắn phải là 10 cây số trở lên. Tôi nghĩ con số nó còn gấp khoảng 2-3 lần như vậy nữa. Sau đây là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta đó là 42.195m. Xin chúc mừng quý vị và các bạn, và chúng ta hãy cùng theo dõi trên màn hình quý vị khán giả nào may mắn ở vòng thi thứ 3. Một lần nữa, nàng chương trình của chúng ta đã trả lời một con số chính xác. Và như vậy thì đó là một con số cách rất xa đáp án của đội 1 và cũng khá xa đáp án của đội 2, phải không ạ? Nhưng mà đây cũng là một thông tin thú vị, đây là chiều dài chuẩn của cuộc thi marathon. Marathon thường thường phải là những cuộc thi về đường trường. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã nhiều lần tổ chức về cuộc thi marathon quốc tế rồi, phải không ạ? Và trước khi chúng tôi công bố kết quả của vòng thi thứ 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một vài hình ảnh về chương trình thử thách. Vừa theo dõi một vài hình ảnh về những khán giả may mắn đã trúng giải thưởng ở những kỳ thi tuần trước. Và nếu ở phần thi này cả hai đội chúng ta may mắn nhận được phần thưởng cao nhất, đó là chiếc xe Super Xavier, thì các bạn sẽ được xuất hiện trên những đoạn phim vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta công bố kết quả của vòng thi thứ 3. Xin được chúc mừng đội 2, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Và xin chúc mừng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0976946080. Và trên màn hình của chúng ta cũng đã thể hiện quý khán giả đã may mắn chọn biểu tượng này và đã trả lời chính xác câu hỏi là 42.195m. Và đó là quý khán giả có số điện thoại di động 0976946080 đã may mắn ở vòng thi thứ 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang vòng thi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là vòng thi thứ 4. Nhưng trước khi bước sang vòng thi thứ 4, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Giải thưởng của vòng thi thứ 4 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca, và giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay đó là chiếc xe Super Xavier, một chiếc xe rất là đẹp. Thưa cô, đây là mục tiêu phải không ạ? Thông thường thì chúng ta thấy chiếc xe này sẽ được hướng về một trong hai đội, nhưng hôm nay có vẻ hình như là cái mũi xe đang hướng về quý khán giả thì phải. Cho nên là chúng ta hai đội chúng ta hãy nhìn xem một chút để chúng ta ngắm lại phần thưởng của mình.
để xem là các bạn của đội 2 hiện nay các bạn đi học bằng phương tiện nào ạ? Đẹp biết. Còn có đi xe máy nhưng mà đi xe buýt cho an toàn đúng không? Dạ, đúng đi xe buýt là rất an toàn, hơn nữa lại phải kinh tế nữa, tiết kiệm được tiền bạc. Còn đợi một cô chắc cô đi làm bằng xe máy thôi cô ạ. Vậy cần chi xe máy nữa cô hả? Trời ơi. Nếu có giải thưởng thì cả đội cũng rất là vui. Chắc bạn Yến là người duy nhất phải không? Bạn đi học bằng phương tiện gì? Dạ em cũng đi học bằng xe buýt ạ. Đi học xe buýt. Đúng rồi, sinh viên học sinh thì chúng ta nên đi học bằng xe buýt, vừa tiện lợi và lại vừa góp phần để giải quyết được nạn kẹt xe nữa phải không ạ? Trong thời gian gần đây thì chúng ta ra đường chúng ta thấy kẹt xe rất là nhiều, đủ phương tiện hết, nào là ô tô, xe máy, cho nên xe buýt cũng là một trong những phương tiện giúp chúng ta đỡ kẹt xe. Nhưng mà nói gì nói, kẹt thì kẹt nhưng cũng lấy xe là về phải không ạ? Và sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta bắt đầu tham gia vào vòng thi thứ tư. Tương tự như ở vòng 1, vòng 2 và vòng 3, chúng ta cũng soạn tin nhắn và gửi về tổng đài số 8308 để tham gia chương trình. Và bây giờ là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là ai? A. George Washington, B. JFK Kennedy và C. Bill Clinton. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là vòng thi có giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, cho nên hai đội hãy hết sức cẩn trọng để trả lời câu hỏi này để làm sao chúng ta ghi được 60 điểm qua 3 câu hỏi đầu tiên. Sau đây là đáp án của cả hai đội, xin mời hai đội. Tôi rất vui khi cả hai đội đều có đáp án giống nhau. Đội 1 chọn đáp án B, đó là JFK Kennedy. Và đội 2 vẫn chọn đáp án B là JFK Kennedy. Và tôi xin chúc cho hai đội trả lời câu hỏi này chính xác. Cả hai đội đều chọn đáp án là JFK Kennedy. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B, JFK Kennedy. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng biết JFK Kennedy nhận chức tổng thống nhiệm kỳ năm 1961 là tổng thống thứ 35. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Đội bóng nào đoạt chức vô địch giải bóng đá U20 thế giới năm 2007? A. Đức, B. Ghana và C. Argentina. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Chúng ta đã trả lời đúng được câu hỏi số 1. Hy vọng rằng cả hai đội sẽ trả lời đúng câu hỏi số 2. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Mời hai đội. Đội 1 chọn đáp án C, đó là Argentina. Và đội 2, đáp án C, Argentina. Rất vui mừng, phải không ạ? Nhưng mà bạn Tuệ vẫn còn đăm chiêu, vẫn còn suy nghĩ. Bạn có chắc chắn là đáp án này không ạ? Em thì nghĩ là đáp án B, nhưng mà theo tâm thần của đồng đội thì bạn C. Bạn nghĩ đáp án B, nhưng mà đồng đội chọn đáp án C. Bạn quyết định chọn đáp C, bạn có thấy khúc mắc gì trong lòng không? Dạ không, tinh thần đồng đội là chính ạ. Và đồng đội thì luôn tạo nên sức mạnh. Em nghĩ vậy. Cũng vì bạn nữa phải không? Hoan nghênh tấm lòng vì bạn của các bạn. Còn bạn Yến? Cái rồi cũng nhất trí đáp án C. Tại vì ở đây có anh Thuần này hay coi bóng đá. À, bạn Thuần có coi bóng đá. Chắc chắn phải không? Nhớ bạn trả lời câu hỏi đội Đức vừa rồi vô vòng bán kết và bạn xác định rằng đội Đức cũng bước vào vòng chung kết và đoạt chức vô địch. Như vậy thì ở đáp án C này bạn cũng có xem qua TV hoặc là đã xem báo? Xem qua báo nhưng mà chưa chắc lắm, nói chung là được 80%. Thường thường bạn Thuần xem đâu là trúng đó hả? Các bạn yên tâm đi, đúng không ạ? Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án C, Argentina. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Vua nhạc rock Elvis Presley sinh ra ở thành phố Tupelo thuộc bang nào của nước Mỹ? A. Mississippi, B. Michigan và C. Nevada. Sau đây là phần trả lời dành cho quý vị và các bạn. Sau đây là đáp án của cả hai đội. Mời hai đội. Đội 1 chọn đáp án C, nhưng hơi buồn một chút. Đội 2 chọn đáp án A, Mississippi. Có vì ai nữa không ạ?
Chắc vì mình thôi. Dạ. Vâng, tôi xin được chúc cho các bạn trả lời chính xác. Chúng ta có cơ hội để cùng với quý khán giả trả lời tranh giải thưởng cao nhất của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Và bây giờ là đáp án của câu hỏi số 3, đó là đáp án A, Mississippi. Chúc mừng quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Quý vị hãy hết sức thận trọng để trả lời câu hỏi này. Và trong đáp án của chúng ta chỉ là một con số nguyên, không có dấu chấm, không có dấu phẩy trong nội dung tin nhắn. Bây giờ là nội dung của câu hỏi cuối cùng. Nhạc sĩ thiên tài người Áo Mozart sinh vào năm nào? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đội 2, các bạn đã được 60 điểm. Các bạn đã có cơ hội cùng với quý khán giả trả lời câu hỏi số 4 để xác định xem ai sẽ là người may mắn để đoạt được giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng nếu các bạn đưa ra một kết quả chính xác thì các bạn có cơ hội nhận lấy chiếc xe Super Sapphire. Đây là một cơ hội rất hiếm hoi mà các bạn có, cho nên các bạn phải hết sức bình tĩnh và đưa ra một đáp án chính xác. Hãy vì mình, vì bạn mình, vì tất cả, phải không ạ? Hy vọng rằng chiếc xe Super Sapphire này sẽ thuộc về các bạn hay thuộc về quý vị khán giả. Bây giờ là đáp án của cả hai đội. Xin mời hai đội. Đội 1 đưa ra đáp án là 1892 và đội 2 là 1805. Mũi xe hiện nay đang hướng về quý khán giả. Các bạn hãy nhìn lại một lần nữa đi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đáp án của chúng ta là 1756. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn về màn hình xem quý khán giả nào may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Moza sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 và mất ngày 5 tháng 12 năm 1791, là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển ở châu Âu. Và như vậy là chúng ta cũng đã xác định được quý vị khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi bước sang phần công bố và trao giải, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Trường Sơn mây núi lô xô, cuốn đi sóng lửa nhập nhô bụi hồng. Trường Sơn vượt núi băng sông, sẽ đi trăm ngàn. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả của vòng thi thứ tư. Trước tiên xin được chúc mừng đội 2 và cũng rất tiếc là các bạn đã bỏ qua một cơ hội để nhận được phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Nhưng mà đầu máy karaoke tự nghĩ các bạn chắc cũng vui. Xin chúc mừng các bạn. Và xin chúc mừng cho quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0985665836 nhận phần thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó là anh chàng Thomas trên màn hình và có số điện thoại di động là 0985665836 là khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải của cả 4 vòng thi. Xin mời đại diện của nhà tài trợ lên trao giải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi đầu tiên. Trước tiên đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này xin được dành tặng cho đội 1. Xin chúc mừng đội 1. Và đây là chiếc điện thoại di động đầu tiên, điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0946468058 đã may mắn ở vòng thi đầu tiên. Và tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên có số điện thoại di động 0946468058. Xin chúc mừng quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này sẽ được dành tặng cho đội 2. Chúc mừng các bạn. Chúng ta đến với chiếc điện thoại di động thứ hai, đó là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Và phần thưởng này được dành tặng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ hai có số điện thoại di động
0937501365. Và tôi xin lặp lại, quý khán giả có số điện thoại di động 0937501365, xin chúc mừng bạn. Chúng ta tiếp tục với vòng thi thứ ba. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Và giải thưởng này một lần nữa được dành tặng cho đội 2. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ là chiếc điện thoại di động cuối cùng, điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Phần thưởng này được dành tặng cho quý khán giả may mắn ở vòng thi thứ ba có số điện thoại di động 0976946080. Tôi xin nhắc lại, quý khán giả có số điện thoại di động ở vòng thi thứ ba may mắn đó là 0976946080 đã nhận được phần thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Xin chúc mừng quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng vòng 4, giải thưởng cao nhất của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc xe Super Sapphire. Nhưng trước khi đến với giải thưởng đó, chúng ta đến với giải thưởng đầu tiên của vòng 4, đó là đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca. Giải thưởng này một lần nữa được trở về cho đội 2, xin chúc mừng các bạn. Nhưng cũng là một điều hơi tiếc một chút xíu, tôi nghĩ rằng chắc chắn giờ này các bạn vẫn còn một cảm giác là hơi tiếc một chút, chúng ta đã bỏ qua một cơ hội để nhận phần thưởng cao nhất. Và đây, giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay đó là chiếc xe Super Sapphire. Xin được chúc mừng cho quý khán giả có số điện thoại 0985665836 đã may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0985665836 đó là anh chàng Thomas hiện nay trên màn hình của chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán giả đã trúng giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giải thưởng. Địa chỉ: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ 0891002158. Và tôi xin nhắc lại, địa chỉ nhận giải thưởng: Công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ là 0891002158 để nhận phần thưởng này. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia chương trình này. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có tất cả 46.859 quý khán giả đã đăng nhập vào hệ thống nhắn tin tổng đài số 8308. Tôi xin nhắc lại, có tất cả 46.859 lượt khán giả đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Chuông Vàng Giọng Cổ 2007 đang tập trung nỗ lực tập luyện để hoàn thiện giọng ca và khả năng diễn xuất dưới sự dìu dắt tận tâm của các nghệ sĩ bậc thầy. Khi mà đọc danh sách 12 thí sinh vào vòng chung kết có tên của em không thể nào tin được mình lại được vào vòng chung kết. Em rất là vui và rất là xúc động. Hai người yêu nhau tâm tình ca giọng cổ cũng được. Tâm tình chưa phải là buồn, hoặc là ta muốn nói chuyện người cha dạy người con cũng có thể ca giọng cổ được. Cho nên giọng cổ rất đa dạng. Từ cái âm điệu và cho đến từng câu từng nhịp, nó là cái lời tự tình của dân tộc. Hôm nay thấy các bạn trẻ tập hợp lại đây, như thế đây là lần thứ hai rồi, các bạn tập trung lại đây để mà trao đổi, để giao lưu, để học hỏi với nhau, để giữ gìn cái vốn liếng của dân tộc. Điều đó là cái điều hết sức là đẹp, hết sức là tốt. Mà nhất là bài giọng cổ là như thế này, ta thấy rõ, ta tin tưởng rằng bài giọng cổ nó truyền tụng mãi mãi từ đời này sang đời khác. Nếu em hên được đạt giải năm nay thì em xin hứa em sẽ tập luyện hết sức mình và học hỏi các cô các chú đi trước để cống hiến một phần nhỏ bé trong nghệ thuật sân khấu của mình. Trái tim ta như chưa hết rồi, kinh hoàng hết rồi.
Mình xuống phải nhấn thêm ga chứ đừng thả lỏng. Chứ mình thả lỏng là mình nhả ga, mình tụt ra sao rồi.